Xin chào tất cả các cô chú và anh em bạn bè đã quay trở lại với video tiếp theo của em. Thì hôm nay em sẽ hoàn thành nốt một số hạng mục ở khu vực lán đấy mọi người, để chuẩn bị dọn xuống ở. Thì hy vọng mọi người cũng sẽ xem hết video và đăng ký kênh. Nếu được hơn nữa thì chia sẻ video này để giúp em phát triển tốt hơn nhé. Em cảm ơn mọi người. Thank you.
Tại thì đang làm thì trời mưa to quá mọi người ạ. Xong còn gió nữa đấy, mọi người nhìn thấy không? Cái cây bên kia ấy, gió rất là to luôn. Em phải lên trên chòi để mà trú lại ấy, mọi người. Gió rất to luôn đấy. Không biết là trong video thì mọi người có nghe được âm thanh của nó không, nhưng mà ở ngoài này thì âm thanh cũng khá là ghê sợ đấy mọi người. Thì đây là công đoạn em đang đào để chuẩn bị làm một cái bếp ngoài trời mọi người ạ. Nhưng mà video này khả năng là rất là dài rồi. Vì vậy cái bếp này em sẽ hẹn các bác ở trong các video tiếp theo. Và mọi người xem tới đây rồi thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em, cũng như bật chuông để theo dõi các video mới nhất mà em gửi tới mọi người nhé. Em cảm ơn tất cả mọi người và mời mọi người cùng thưởng thức những
ngụm trà xanh ở nơi hoang dã cùng em nhé.